defeated. Hay lắm. Enemy ultimate. Thằng lột cay tê. Enemy double kill. An ally has been defeated. Enemy double kill. Team mình toàn thiếu người thôi. Our base tower is under attack. Your tower has been destroyed. Our base is under attack. May quá, may quá, may quá. Ngon, 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 này, này. Ý đó toàn cái nha. Nguyễn Việt, Photographer thi 7/3 quá ghê gớm. Cái này 5% luck, 95%. Trận này vẫn win đâu. Chaos reigns. Time flies. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Nhờ mà chúng tôi là sao có được. An ally has been defeated. The Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle. You have defeated an enemy. Shut down. Tín lắm các bạn ơi. Slayer has been defeated. Tấn công tướng địch, tấn công tướng địch, tấn công tướng địch. Natalia. Our base is under attack. Defeat. Nó đặt gì mẹ. Đồng đội nó đành không thể nào mà nó đành hơn được thì thề luôn. Chịu thật sự nè. Lưu Hùng cười ỉa. Má sao rồi nó có thể đạt được đến mức độ như vậy nhỉ? Thanh Tùng TH Lai ngu thế. Ngu cái gì nữa, người ta solo với thằng, người ta solo với thằng ấy rồi. Solo với thằng bờ dai, chết thằng bờ dai rồi, ăn con kinh công rồi. Mà đi trẻ đéo, đéo mình.
không về nhà thủ đi, mấy ông cóc không thể về nhà thủ luôn ạ. Mấy ông cóc cứ lên trên chỗ tôi làm đéo gì, tôi đã giết thằng Senica ăn binh công xong rồi còn đi lên đấy nữa. Mẹ luôn. Không hiểu đi lên trên đấy để làm cái gì, nhà thì đéo thủ, đi lên chỗ mình làm gì, mình đã thôi, mình đã giết thằng Sen, mình đã giết thằng vừa dai rồi. Ăn được kinh công xong rồi còn lên chỗ mình nữa. Chịu. Nó đẩy vào nhà rồi tốc biến lên thì cũng có được đâu. Nó chém đổ nhà rồi tốc biến lên đâu nữa. Đây. Anh em nào muốn mua ạc thì đây. Thanh Tùng Trình Tinh Anh mặt cười. Đây nha, anh em nào muốn mua ạc thì đây. Hai là tên thần Alien Hắc kiếm sĩ. 256 trang phục phun tướng. 1.7 triệu. À 1.9 triệu. Tấn phước pha đó, quê thả được con. Con này 1.9 triệu nhá, phải thả đường giữa thì mới đỡ được. Phải thả đường giữa thì mới đỡ được. Thả đường trên thì nó cũng chạy đi đâu, nó cũng không có đỡ được. Mà thả đường giữa thì phải về. Con này đang hàng 2 triệu. Hôn chào nhau cái nhìn đài. Con này 2 triệu 6 anh em nhá, 463 skin 2 triệu 6 này. Con này là 2 triệu 2 à, bên. Con này 2 triệu 3 311 skin 2 triệu 3 này bán rồi. Con này 3 triệu rưỡi này. Na vệ thần còn vài con đấy thôi, anh em nào ưng thì mua. 10 seconds remaining. Đấy còn vài con đấy thôi. Con 600 thì bán rồi. Chào Lê Huấn nhá. Nốt game này nghỉ nhé anh em ơi. Nốt game này lên 6.500 điểm nghỉ, tối nay lên 7.000 điểm nhá. Thanh Tùng Alive bằng điện thoại gì vậy? iPhone 8 Plus em ơi. iPhone 8 Plus nhá. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Văn Khuê xin bảng ngọc trang bị A. Bảng ngọc con này gọi dấu chấm than B2. Dấu chấm than B2. Unleash the dragon. Bên liền không dấu. Trang bị thì có cái gì đâu. Trang bị thì nó như trang bị bình thường đây này. À, chơi giòn thì nó chỉ có thế thôi. Chơi giòn nó không. Lê Huân làm trận giữa bạn. Chơi giòn nó không cần phải pro gì nhiều đâu các bạn. Chơi giòn chỉ cần anh em tham được nhiều tiền là được thôi. Còn lại là cứ thế mà đứng bắn đấy. Đồ nó cũng chỉ có vậy thôi mà. AD thì cái này mắc đam mà chơi thôi chứ. Outrun this. Chạy đâu cho chết. Wilhelm, máu địch còn rất ít. Văn Hinh, B2. What a shut up. That's it. Fly. Down. Kéo được không? Lại đây nào. Chưa chứ. Our middle lane tower is under attack. Văn Khuê, B2. First blood. Unleash the dragon. Em thế nhỉ? It's not about the target. It's about the grouping. Chạy đâu cho thế. Outrun this. With this bow, I fear nothing. Dragon and Slayer have appeared. An enemy has been defeated. Over.
Our Slayer Lane tower is under attack. Nhìn qua là thấy ET mình cũng biết chơi đấy. An ally has been defeated. You have been defeated. An ally has been defeated. À, đen quá. Chó rác. Well done, Gore Yamban. Đá quả trí phết ạ. Mẹ mình ganh nó thì đéo được, nó đá mình chết ngáo luôn. Win! Our middle lane tower is under attack. An enemy has been defeated. Like aiming an arrow. Dragon has been defeated. Feel it. Coursing through an enemy my has been defeated. Ngày hôm nay đánh cái kiểu gì mà nhắm toàn hụt không? Can feel it coursing through my veins. Thì đấy, bắn mũi tên toàn hụt không, đéo trúng được. Heed my call. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. The wind does my bidding. Outrun this. Quy lực như mọi ngày. Lại đây nào. You have defeated an enemy. Unleash the dragon. An ally has been defeated. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. Bảo vệ đồng minh. Enemy ultimate. Công nhận tower is under attack. Team nó hơi gà anh em ạ. Thằng SP nó hơi gà, thằng SP nó hơi yếu. SP nó phải trâu nữa. Your tower has been destroyed. Thư quý B1. Nhưng mà thằng Rat đánh hay đấy anh em, thằng Rat đánh hay đấy. Cẩn thận thằng Rat nó đá chết tôi luôn. Vedalin Ko Sunyan Ko Il. Giỡn với nó đâu. Our middle lane tower is under attack. An enemy has been defeated. Nghĩa quân chú trận nào cũng có ba hai. Ờ nhỉ, để ý đấy. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Chạy đâu cho thế? Thằng lồn SP chạy nhanh thế. Lần đầu thấy nho lên giáp. Wow. Thằng SP đứng lại ulti cho tao chạy đi thì đéo chịu. Cắm đầu cắm cổ chạy. Ôi chịu luôn đấy. Ông SP. Ông có phải là SP không vậy? À thắp ông ba lén nhang luôn đó. Đứng lại ulti đi là tôi chạy được rồi. Ủa, ông còn chạy nhanh hơn cả mình nữa thì con này. Our middle lane tower is under attack. Trời ơi. Yamban. Má, cầm SP mà chạy nhanh hơn cả thằng AD luôn, chân dài thật đấy. Our dragon lane tower is under attack. Anh em thấy không? Nó còn chạy trước cả tôi luôn nhá. Sợ ấy đi. Our dragon lane tower is under attack. Enemy ultimate. Thằng hồ rát hack map rồi.